Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình sẽ biến Block Food thành một board game chính hiệu. Và tụi mình phải quay xuất sắc khi mà vô được ô nào phải sử dụng chiếc quỷ đó để PVP 1v1. Và người đầu tiên nhận được 5 điểm sẽ trở thành người chiến thắng trong video ngày hôm nay. Rồi, em sẵn sàng chưa Phúc? Ok, em sẵn sàng rồi đó. Let's go. Thì lượt đi đầu tiên sẽ là của mình, mong là mình sẽ gọn ra số đó lớn siêu nha các bạn. Số mấy đây? Số 6, số 7, what the hell? Hai cục xúc xắc mà gon được số 7 hả? Mày giỡn tao hả? Thì số 7 sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chết đất. Ôi, trái này trước giờ mình chưa từng xài lần nào luôn nha các bạn. Nhanh đi, tới lượt em cũng hẹm lắm rồi. Rồi, quất nè, em số mấy đây? Số 8. Là trái lai hả? Số 8 là anh của phía sau em thôi nha phố. Ủa, trái lai là em đánh thắng anh luôn á. Rồi, em sẵn sàng chưa? Trận chiến của bóng tối và ánh sáng. Rồi anh trang bị vô đây, anh trang bị vô đây. Không chứ bật tập nha, bật tập là thôi nha. Vô nha, bắt đầu nè. Nãy giờ mới đi hai trái này đối nghịch nha ha. Rồi. Oh, what the hell? Mày, ôi, má, chiêu trái đất delay quá. What the hell? What the hell man? Ai chiêu hơi phế thiệt luôn á, chiêu hơi phế thiệt luôn á nha. Mình không chịu đựng nổi chiêu trái đất này các bạn ơi. Mày. À. Combo, ai da. Cái gì đó với lại khó chịu các bạn ơi, làm sao nó khống chế nó vậy? Hèn. À. Nhưng mà về đất không có phế nha. Thôi được rồi, đến vòng thứ hai đi. Lần này phải ra chứ nó xịn cho nó mới được. Trời ơi, sao nó vậy? 6 hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, trái quét. Ủa, cũng ngon. Rồi, tới lượt về đất nè, để xem ra trái gì nha. Số 7, em lúc nào cũng hơn số như vậy. 5, 6, 7, đổ hả ta, chết à. Đây nè, lần này tôi cho bạn biết thế nào là sự bất lực của anh nãy má. Nãy cài vãi chứ đắt đúng phế luôn á. Sẵn sàng chưa? Rồi. Mày, ủa gì vậy? What the hell bro? À, chắc Phật tổ hơi bự né chứ này không? Anh nghĩ nó hơi bự để né chứ này á. Oh no. Mày, mày chạy, ui hay vậy. Ui da. Mày ơi sao what the fuck chiêu gì xài gì kỳ vậy? Hai trái này cũng ngang nhau chứ không giảm được không? anh ship hay thiệt. Cũng cỡ cỡ nhau á. Ôi anh có cái chiêu đó 100% trúng, em không có chiêu nào 100% trúng nha. Cái này trời chiêu lỗi à. Trời ơi. Trúng cái nữa. Nè, đỡ hộ anh cứu nạn cái. Em châu vãi cái chuyện luôn á phô. Trúng rồi nè. Mày đừng tưởng mày châu anh sợ nha. Rồi, chuyến này chạy đâu. Sao chạy hay vậy má, vì đất đúng là thánh chạy rồi các bạn ơi. Có giỏi đứng lại quýnh đi, đừng có bỏ chạy. Lùi lên lấy đà mà, alo. Anh bật trong biển không cho em chạy. Chuyến này em chạy đâu á phô. Chưa biết ai ngay. Chuyến này em chạy đâu á phô. Ai mà sống biển này anh cũng hết thấy em đâu luôn rồi má, bóp thiệt. Rồi, ai đây? Ủa cái chiêu của em anh bật hạt kêu quan sát lên là anh né được rồi, ảo thiệt chứ. Sen con cư mà quýnh với con trắng hả? Ây da. Ôi. Này thì Sky. Bro quá. Ôi chạy đừng cảnh. À chiêu trái quét này hồi hơi lâu nha các bạn. Mày cây rồi. Rồi sóng biển tới rồi cô, ngồi giáp binh vô. Rồi, một xíu máu thôi các bạn ơi, mình hai người còn quá yếu máu rồi. Là nguy hiểm luôn rồi đó. Ủa, anh xin à. Mày, ôi. Rồi chết, chạy. Chạy đâu không? Chiến này em chạy đâu? À, yếu quá, trong tổ yếu quá. Trận này bị đất cũng căng các bạn, chứ quét này cũng không có tác dụng nhiều lắm mà không sao thắng là được. Hay trận này căng thẳng quá, nhưng mà lần biến hình này sẽ trở thành những trái mythical nha. Ồ, là tiếp theo là rất là mạnh. Tiếp theo, ui số 11 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. What? Wow. Anh không nghĩ đây là một sự lựa chọn đúng đắn của anh nha. Mong là bị đất sẽ ra trái đó lỏ. Số 12. Nữa hả? Chìm mờ mùi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ê, theo anh nhớ là trái mochi bị đất là V1 đúng không? Hả? Trái mochi gì chứ? Ủa, 12 là trái mochi hả? Ôi các bạn ơi, trái mochi bị đắt mới V1 và chúng ta đang còn... Ê gì vậy? Chưa bắt đầu mà, ê! Không có chưa bắt đầu gì hết trơn, em bắt đầu trong đầu em rồi. Em sẽ chạy, đó, em sẽ như này. Mày lại chơi điếm nè, bị đắt. Đâu là ôi, trái đầu bị tì này yếu quá.
rồi nó là này tôi chiến thắng luôn này chiến... Ôi ơi cứu tôi đó, đó. Mày thôi các bạn ơi cái này mày, khó quá chơi đó thấy gì thôi chứ mà nó bật chiêu lên là nó không làm nó mày ôi mày tại sao mày ôi mày. Các bạn ơi mày ôi em mình mạnh quá các bạn ơi mình đúng là mày khỏi chạy nè dùng chiêu nè nó thấy không nè nè dùng chiêu để xuống đi để xuống mày xuống. Mày gáy à, đi hay là gáy đi rồi sao nữa rồi sao nữa combo ai thua kìa thua rồi thua rồi chiến này là hơi khó rồi đó what the fuck không trúng chiêu luôn ây da thắng rồi các bạn ơi mình quăng lên đi luôn ok tới trận đấu tiếp theo nha này phải quay ra được trái mạnh mạnh tí các bạn ơi 1 2 3 4 5 6 trái spirit đây mới là ông chùm pvp đó các bạn đó bây giờ mình sẽ tích nộ trước nha và tiếp theo sẽ đến với vòng quay của Vdắc ok để xem coi lần này Vdắc quay được số mấy nha số 7 tại hơn mình nữa số 7 là gì 1 2 3 4 5 6 7 yes sir về bắt đầu thì chúng ta sẽ sử dụng trái đầu tiên luôn nha trái rocket đây có vẻ là một trận chiến khá cân kèo nha các bạn bởi vì lúc nào cũng hơn mình một số và đó sẽ là cái kết quả cho Vdắc hôm nay rồi lấy trái rocket đi em sẵn sàng chưa anh cho em quýnh trước hai chiêu á rồi hết hai chiêu rồi bây giờ em sẽ chết mày ui da da rồi chịu hồi để quýnh Vdắc các bạn ơi rồi em đang để mình sẽ giữ chân Vdắc lại không biết hiệu quả hay không đây mày đỡ hộ cái pha này ui da mày chạy à cái két này nó phế các bạn ơi ui chi biết khó trúng các bạn ơi chi biết là một trong những chiêu khó xài nhất của trái spirit luôn nha rồi xong chịu hồi để ra quýnh nó lẹ để dứt nó ủa cái cây là làm được gì ta như đứng đó nhìn em vui vui ra con ếch là liếm còn cái cây là làm gì ôi phế vậy rồi chạy hướng này chứ gì đoán trước khoảng tầm 5 giây luôn nha các bạn bây giờ mình sẽ đợi hồi full chiêu và combo phát chết luôn nha các bạn chứ để không có chiêu combo các bạn ơi để không có chiêu ấy sao chạy được hay vậy nổ cái đồn oh no hay ước gì được ra trái T-Rex các bạn ơi nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã qua trái T-Rex rồi à, bây giờ chúng ta sẽ quay lại những số cũ nữa sao số 1 được không ra số 1 được không số 1 được không 6 à 1 2 3 4 5 6 các bạn ơi mới được trái Spirit mạnh cỡ này mà giờ phải tạm biệt rồi hello chế bơm rồi tới lượt Vdắc nha để coi em ra số nào em nói chuyện này là kiểu không thể nào xảy ra đúng không Phúc rồi trận này mới gọi là đúng bài nè anh sẽ đặt bơm trước lấy lợi thế nha sẵn sàng chưa rồi mày rồi đặt bom tiếp nổ Phúc khùng hả ấm lộn chiêu trời ơi anh tính vô xài chiêu ép các bạn ơi má ủa chiêu bê mày ai da sao đau hơn em nữa ta đợi xíu nha anh đang làm chuyện Phúc ơi ai da anh kêu anh đang làm công chuyện mà má mày ác thiệt chứ Phúc rồi ok anh em mình thi nhau đặt bom đi ai da anh đang đặt bom mà ai thi bro xài chiếc bom này mày tiếp đất là chết các bạn ơi ôi ngáo rồi ôi trời ơi bom ơi là bom thiệt chứ đứng yên ơi ui ai da anh bay trên trời đúng rồi nè anh là người dùng bom giỏi hơn anh phải là người em tiến tới xíu nó được không Phúc căng quá các bạn ơi trận chiến với hai chiếc bom này quá thật là một trận chiến căng thẳng mà thằng này không chịu vô luôn mày không vô thì anh vô dạ xin lỗi làm sao đây ấy mày sao thốn chưa ây da tại mấy cái cây này là nổ nhiều đam hơn hay sao ây da no way bro thắng rồi bạn mình là người xài bơm giỏi hơn hay mình muốn xài trái khác nha mình không muốn xài trái bơm lần nào nữa đâu 4 nút hả 1 2 3 4 có thể đổi trái khác nữa không các bạn mình không nghĩ là trái xe nó sẽ mạnh hơn trái bơm nha ây da cái xúc sắc này nó bẹp quá các bạn ơi sao quay được số 4 vậy số 7 hả 1 2 3 4 5 6 7 trái rubber nè yes sir trái này còn phế hơn trái xanh nữa đầu chưa anh đếm trong đầu rồi mày khỏi mày ơ trời quên nữa cái này V1 má cái này V1 anh quên nữa ê cái chân em nó mọc cái màu đen luôn kìa Phúc ui da đen thức tỉnh à ây da sao nhầm chiêu các bạn ơi ui vậy cái gì vậy bay vô mà nốt ui thằng này khó chịu ha đỡ hộ anh cái này ui sao chiêu bên còn V1 vậy ôi Vdắc nó có cái em quan bá đạo luôn các bạn ơi chúng ta không thể mà để nó quýnh chúng được xem cách nấy quýnh kìa
Ôi da, ôi da, ôi da, ôi da, mạnh với vậy, mạnh với vậy. Nó có em quan trong khi đó thì mình thì không. Mình không có em quan, chiêu mình còn V1 nữa chứ. Mày. Xong, mày xong. Tiếp đất đi. Mày kêu tiếp đất là tiếp đất thiệt mà. Dạ, dạ, này nguy hiểm quá các bạn ơi, Luffy. Anh ấy là Luffy. Rồi. Luffy hả con. Trận này em biết hình như năm mới có cửa ăn Crocodile phải không? Crocodile. Mày. No. Rồi bật cái này lên và xả chiêu ơi. Má chiêu ơi, sao ha. Dạ. Có trúng đâu mày da. Là chứ, chứ biết đâu trúng thì sao. Trúng thì là đâu kịp nội. Oh hell nè. Ừ nha, mình sẽ canh mình bắn nó trên trời. Bro, khó quá. Chứ V là V2 nãy giờ thắng rồi đó các bạn. Nhưng mà rất tiếc là V1. Ây da, bảo két. Ui. Rồi, cái này trúng thì chết. Chị mình mong là nó trúng nha các bạn. Ui, mình mong là nó trúng. Chiêu cuối cùng của anh, két bay. Nè. Ờ, chị V, thể hiện một lần được không chị V? Rất tiếc là không thể hiện một lần các bạn ơi. Ôi da. Bảo két một lần nữa. Ôi. Yes. Ủa. What the fuck, anh tưởng anh chứ. Anh tưởng anh thắng chứ. Em thắng chứ, anh chích cắt rồi. Trời ơi, không công bằng, sao lúc nào mình cũng là trái V1 vậy. Ui, được số 5 hả? 1 nè, 2, 3, 4, 5. No. Yeah, trái này thật sự mà nói là không tệ nha các bạn. Lần này mình có thể lật kèo đó. Và trái với đất sẽ là số 7 hả? 4, 5, 6, 7. Bữa trước mình xài trái lớp mình biết sức mạnh đó nha các bạn. Đang mới xài trái Gomu xong giờ xài trái lớp. Đúng là trùng hợp. Ôi, Luffy với bò Hancock ha. Bắt đầu chưa? Ủa nãy xài với Kitsune đó ta. Ai làm gì áp sát giờ chưa? Giờ đếm đi, chơi công bằng đi mình làm gì mày. Đây không thể nào trận chiến cuối cùng đâu anh em ơi. Dứt nó. Ôi da, ôi da. Chưa gì bị dính hiệu ứng gì lum la cho vậy. Ôi da, chóng mặt quá. Rồi, chị hồi bạn hả, để coi bạn nào mạnh hơn nha. Xuất hiện đi, anh em của tôi. Anh em của tôi nè. Rồi. Ôi da. Chúng rồi. Hay. Dứt nó anh em ơi. Ơi, cái này khó chịu màn hình quá Phú ơi. Tha cho anh đi. Anh bắn tùm lum luôn. Trời ơi, nữa rồi, mới hết cái dính nữa. Từ nha, chém nha. Trái gót xuất hiện anh em. Ui sao em bay hoài được luôn hả? Chiến này không ổn các bạn ơi. Rồi luôn rồi, tôi hết thấy đường nữa rồi. Ủa mình qua mạng thứ hai cho ta, mình không biết là mình xài tới mạng thứ hai cho nó. Đang bật cái con này lên không thấy nữa. Cứu anh với, thằng bạn em nó sung sức quá vậy. Rồi ha. Em chở con má anh đi nè. Vậy đâu? Ai khoan đứng yên ơi. Đâu? Vậy em chết luôn rồi. Ai nữa kìa, mày trả bạn cho tao. Mình thuyết phục rồi, mình đúng là nữ hoàng biến rũ mà các bạn. Mày nữ hoàng biến rũ luôn á. Thằng bạn của anh nó không có sai chiêu cho anh nữa kìa. Cô mình với các bạn ơi, chơi lớp mới mạnh quá. Ai da. Rồi, mạng 2 đúng không? Chưa, mấy bạn thứ nhất kìa. Cứu tôi. Trời, mày ăn cắp bạn tao nữa hả? Bạn em nha. Trời ơi. Đúng là bò hành cốc các bạn ơi, nhìn cái quá đáng. Ôi, anh hỏi anh hả? Đâu? Ui anh kìa. Ôi hên, hên nha. Ôi vậy là hên thôi, ăn hên mới thắng thôi. Là nhà anh mới thắng đó hả? Ok, và có khá nhiều bạn hỏi mình thì VDAX sẽ ra kênh mới vào hè này và cũng như là lộ mặt luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye.